ly trà sữa, tặng một ly trà sữa. Nghe có hấp dẫn quá không nha các bạn. Trà sữa khoai môn được nấu từ củ khoai môn. Chắc bạn nào mà đã từng uống qua trà sữa của Yến Magui thì sẽ nghe câu này rất là quen thuộc. Yến Magui thì tôi đã được biết từ lâu rồi. Trước đây là có đứa bạn rủ tôi uống thử, nhưng mà hai chi nhánh kia thì ở xa tôi quá nên tôi lười đi. Tôi mới nói vui với nó rằng khi nào quán mở ở Hủ Dầu Một thì tôi sẽ uống nè. Kha kha, vậy mà nay quán Yến Magui nó mở ở Hủ Dầu Một hoặc mà ở gần tôi nữa chứ. Nên là hiện tại tôi đã có mặt tại trà sữa Yến Magui chi nhánh Hủ Dầu Một. Quán mở cửa từ 9 giờ cho đến 22 giờ. Quán mới khai trương nên là đang có chương trình mua 2 tặng 1. Menu ở đây thì đa dạng nhiều món trà sữa và bánh, bên thì nhiều loại. Giá trà sữa thì từ 29 cành cho đến là 39 cành. Giá bánh thì từ 20 cành cho đến 75 cành. Tôi mê nhất là cái góc này của quán luôn. Có nhiều loại bánh hấp dẫn lòng tôi. Bánh ghép sầu riêng và bánh su kem nhìn cực hấp dẫn làm sao á. Về không gian thì tôi thấy quán rộng rãi, trang trí đơn giản, tông màu tạo cảm giác ấm áp gần gũi. Chụp hình sống ảo thì cũng khá là ok. Ta-da, đây là 3 ly trà sữa của tôi, nhìn cũng mờ lem lắm nha. Để tôi thử cái vị trà sữa khoai môn, món best seller của quán. Tôi thấy vị khá là ngon, khoai môn thơm dẻo. Còn hai vị trà sữa kia thì tôi thấy khá là ngon, nhưng mà không có gì quá đặc biệt với tôi. Đây là khẩu vị cá nhân của Hân, cho nên là khẩu vị của mọi người sẽ là mỗi khác. Hân không nhận xét hay là đánh giá chuyên sâu về điều gì. Các bạn có dịp thì ghé uống thử xem thế nào nhé. Vậy nha, ăn uống và luôn sống vui vẻ, theo dõi Hân nha.